Ok, hello anh em, chào mừng em về again. Chúng ta sẽ đến với event web trong phiên bản này nào. Để thổi bách quỷ. Tức là cái event đang trong cái sự kiện mà lễ hội ma ở Inazuma. Lễ hội can đảm chứ, đúng rồi. Rồi, nhận năng lượng ở đây. Có yêu cầu cấp 30 nhé thì mới chơi được event này. Đấy. Rồi, phản hồi gặp lại. Cái này không liên quan lắm. Được rồi, chúng ta sẽ vào hiện lấy năng lượng đây phải không? Bấm vào đây, bấm, bắt đầu về sáng tác. Cần 3 điểm năng lượng, bấm. Cái nào cũng được hết. Dùng bút đấy. Ui giời. Ấy. Được rồi. Thì đi bên này sẽ có 5 phần thưởng nha. Hiện tại là mức 1 rồi. Rồi. Nói chung thì event chỉ đơn giản vậy thôi. Rồi video ở đây, cảm ơn anh em theo dõi, hẹn lại anh em những video sau. See ya.